Ôi trời ơi, Linh ơi là Linh ơi, sao mày trẻ mà đã đoản mệnh thế hả Linh ơi? Cuối cùng thì ngày này cũng đã tới. Cảm ơn vì mày đã ra đi sớm để ta được đường đường chính chính tới bên chồng của mày. Alo, anh yêu à? Anh có muốn nhìn bản mặt xấu xí của con vợ anh không? Nó nghèo rồi. Anh mong chờ ngày này mãi rồi. Làm tốt lắm em yêu. Thế là mình có thể danh chính ngôn thuận đến bên nhau rồi. Yeah. Anh yêu đợi em xử lý nốt rồi tới bên anh yêu nhá. Mày đừng có trách tao. Nếu có trách ý, thì trách bản thân của mày. Dám làm vợ của người ta yêu thương nhất. Cho nên mày phải chết. Xử lý đi. Cho hỏa táng luôn. Đừng để ai khét nghiện tử thi. Khó đấy. Vì trước khi hỏa táng ấy, kiểu gì cũng phải xét nghiệm tử thi trước. Cậu chia tiền ít à? Được rồi. Thế thì tôi sẽ chuyển khoản gấp đôi. Có tiền ấy thì cái gì cũng giải quyết được hết. Cậu là người chuyên xử lý tử thi mà bây giờ lại nói là không xử lý được. Hơn nữa, chồng của cô ta là người giám hộ đã đồng ý là không xét nghiệm tử thi rồi. Nếu cậu mà không xử lý cho tôi thì tôi sẽ vu oan cho cậu cái tội tắc trách không trông giữ bệnh nhân, để bệnh nhân bị đầu độc mà ra đi đấy. Thôi được rồi, để tôi xử lý. Có vẻ biết điều hơn rồi đấy. Chị mau đi đi, trước khi qua đấy nhìn thấy cái xác với chỗ pháo này, để tôi lo. Phải thế chứ, nhớ xử lý cho gọn vào đấy. Đây sẽ là liều thuốc để tiễn mày về thế giới bên kia. Tao đã lên kế hoạch và chờ cơ hội này lâu lắm rồi. Cô kiểm tra xem bệnh nhân phòng này đã truyền xong chưa thì tháo truyền ra nhá. Nếu y tá mà vào kiểm tra, sợ sẽ phá hỏng kế hoạch của mình mất. Bạn tôi vừa mới ngủ thôi, không cần phải kiểm tra đâu, cứ để cô ấy ngủ nhá. Đúng là thất đức, thân thiết với nhau như thế mà lại thành dẫn cáo về nhà, dám hãm hại mình để cướp chồng mình. Mình phải rời khỏi đây ngay lập tức. Không được, cô ta đang đứng ở ngay ngoài. Hơn nữa nếu mình bỏ chạy thì giờ cũng không biết chạy đi đâu. Về nhà thì chắc chắn thằng chồng mình và cô ta sẽ nghĩ cách để hại mình. Thôi được rồi, các người đã diễn thì tôi sẽ diễn đến cùng. Tác dụng nhanh thật đấy. Mới thế mà nó đã ngấm thuốc rồi tèo luôn rồi. Phải gọi người xử lý nó ngay mới được. Triển khai bước tiếp theo đi. Dạ vâng. Cuối cùng mình cũng đã danh chính ngôn thuận là chủ nhân của ngôi nhà rồi. Alo,
Honey à? Kế hoạch của em thành công rồi đấy. Sao anh mãi mà chưa về nhà thế? Giấy tờ của anh có chút trục trặc nên chưa bay về ngay được. Em cố đợi đi. Em thủ tiêu xong con vợ của anh rồi, anh khỏi phải lo nhá. Anh chờ ngày này lâu lắm rồi. Chứ ở với con vợ quê mùa kịch cỡm ấy, tình trạng phát khiếp rồi. Cũng may nó là trẻ mồ côi, không thân không thích, nên mình đỡ phải giải thích với họ hàng nhà nó. Em biết rồi. Em nhớ Honey nhiều lắm. Anh nhớ về sớm với em nhá. Được rồi, đợi anh nhá. Có việc gì thế? Có mỗi cái chuyện thủ tiêu cũng không xong à? À, em quên mất một việc. Ban này em chưa vớt xin lại, chưa thủ động mà chị mang thôi. Để cho chắc ăn, chị quay lại vớt đồ em với. Em đang bận xử lý thi thể. Cậu rách việc thật đấy. Có mỗi việc đó mà lãng không xong. Thế mà bảo là chị cứ về đi, việc đó để em lo. Đúng là cái loại vô thích sự. Phải thủ tiêu chuyển cứ ngay, kéo rơi vào tay bác sĩ thì nguy to. Cái thằng khỉ kia, mình đến thì mọi thứ đã dọn dẹp xong rồi, làm gì thấy cái xi lanh nào đâu. Trả lại mạng cho ta. Có chuyện gì thế? Cướp chồng của tao. Tao không có hại chết mày. Tao không có làm gì cả. Thì sẽ không bao giờ giống anh ta. Mày phải chịu rồi. Không, không. Tao không hại chết mày. Tao không có làm gì cả. Người hại chết mày là chồng của mày, là anh Hùng. Anh yêu tao nên muốn bọn tao ở bên nhau, nên mới hại chết mày, chứ không phải tao. Mày vẫn không hối lỗi vì những việc mày đã làm sao? Tao sẽ đi theo mày suốt phần đời còn lại. Tao biết lỗi rồi, tao xin mày đấy. Đáng lẽ ra tao không nên tiêm chất độc đấy vào người mày để hại chết mày. Tao không nên cướp chồng của mày. Đã đủ bằng chứng rồi phải không chị Linh? Bằng chứng đã đủ. Lần này thoát được tài sản. Chuyện này là sao? Lừa cô đi lấy kim tiêm chỉ là chiêu dương đông kích đấy. Cho chị em tôi có thời gian chuẩn bị màn dạo mai. Mày tưởng mày có thể dùng tiền để hại tao? Thì tao không thể tự dùng tiền để cứu lấy bản thân mình à? Tôi không muốn làm thế đâu. Tôi chỉ là một người xử lý thi thể. Cũng vì mình cơm manh ngạo nên tôi đành phải làm vậy. Tôi mong cô sớm cho thích, kiếp sau cô sống hạnh phúc. Đừng oán hận tôi nhé. Mà cô ơi, tôi xin cô không hại cô. Cô đừng ngắm tôi. Tôi chưa tèo đâu. Anh không việc gì phải sợ cả. Tôi tưởng chị kia hại chết cô luôn rồi cơ mà. Tôi vẫn còn cao số lắm, làm sao mà chết dễ dàng như thế được. Tôi muốn trả thù cái đôi gian phu dâm phụ đó. Tôi muốn trả thù, nhưng mà anh phải giúp tôi. Tại sao tôi phải giúp cô? Nếu như anh không giúp tôi thì tôi sẽ tố cáo anh vì tội đồng lõa với cô ta hại chết tôi. Cô ơi, tôi xin cô, tôi còn vợ trẻ, còn con nhỏ. Tôi mà đi tù thì con tôi. Nếu vậy thì anh càng phải giúp tôi. Trong này có một số tiền lớn. Nếu anh giúp tôi thì tôi sẽ trả cho anh nhiều hơn cô ta trả cho anh. Bây giờ tôi phải làm gì? Thì ra Chúng mày lừa để bẫy tao à? Vì một chút lòng tham mà tôi đã nhận tiền của cô. Suýt nữa tôi đang đi sai đường.
Nhưng may có chị Linh, chị đã rộng lượng và tha thứ cho tôi. Tao luôn yêu quý mày, coi mày như chị em trong nhà. Vậy mà mày lại cướp chồng tao, rồi lại còn hại chết tao nữa. Sao mày ác thế hả chả? Tao thì làm sao? Mày nhìn lại mày đi, mày yếu ớt, lại còn bị bệnh tim nữa, suốt ngày ở trong bệnh viện. Mà mày có tất cả, còn tao thì không. Tao chán cái cảnh cung phụ mày, tao muốn làm chủ căn nhà này. Giờ tớ đã có đủ bằng chứng, là đoạn ghi âm vừa nãy, và Cường sẽ là nhân chứng giúp tao ra tòa. Tao e là nơi ở sắp tới của mày không phải là ngôi nhà này, mà là nhà tù đấy.